À, xin chào vị đã chương trình Trực Diện TV. Thì có một vụ việc cưỡng chế đất đai để mà tiến hành bàn giao cho doanh nghiệp, hay là đúng hơn là bàn giao cho nhà đầu tư, đã xảy ra những cái vụ tranh chấp, những cái vụ xô xát và xảy ra cả những cái vụ chống đối nữa. Và ngay sau đó thì cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ và rất có thể là sẽ khởi tố lên tới 10 người về những cái tội mà chúng ta đã từng nghe thấy trong những cái vụ mà cưỡng chế đất đai đó, đó là cái vụ chống người thi hành công vụ và cái vụ có thể là gây rối trật tự công cộng nữa. Thì cụ thể cái bản tin này đã được đưa ra vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 bởi các cái tờ báo chính thống ở trong nước và gần như ngay lập tức một số những cái tờ báo Việt ngữ tại hải ngoại, nhất là những cái tờ báo hay chỉ trích cái chính quyền Việt Nam hay là gọi là cổ xí đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, thì họ cũng khai thác rất là triệt để về cái bản tin này. Nhưng mà cách viết, cách trình bày thì nó có khác đi cái bản tin ở trong nước, và ngay cả cái số liệu mà họ đưa ra thì cũng hoàn toàn khác nữa. Thì thực hư cái vấn đề này như thế nào, và ở ngoài thì họ nói rằng đây là một cái vụ cưỡng chế đất đai, đây là một cái vụ mà chính quyền đã ngang nhiên đóng cái con đường của những cái người dân để mà chặn không cho những người dân đi, và dành cái phần cái con đường đó là tặng không cho một cái doanh nghiệp để cho cái doanh nghiệp đó họ tự tung tự tác và họ được sử dụng. Và ngay cả cái số liệu cũng vậy, số liệu thì chính quyền hay tới đúng hơn là các cái tờ báo Việt ngữ ở trong nước thì nói rằng đó có khoảng chừng 300 những cái người dân ở các địa phương. Cụ thể á, cái hiện trường của cái vụ việc này là ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An, và có cái lực lượng chức năng đó ở cơ quan mà cảnh sát đến khoảng chừng hàng 100 người hay là 200 người gì đó, nhưng mà những cái tờ báo ở bên ngoài thì họ nói rằng có khoảng 1.000 các cái cảnh sát, và họ nói rằng cái lực lượng địa phương đó, người dân ở địa phương thì cũng khoảng 1-2-300 người. Thì nói chung là những cái số liệu như vậy thì rất là khó để mà đoán được thực tế là bao nhiêu. Và chúng ta thấy rằng cái kết quả đó là tại sao chính quyền tiến hành khởi tố và bắt giam đến 10 người. Thì ở tại cái hiện trường thì người ta thấy rằng những người dân đó đã có những cái hành động như là ném gạch đá, rồi thậm chí là còn hô hào đủ thứ chuyện hết. Và sau đó đó cũng xảy ra một cái vụ việc là một công an viên đã bị những người dân họ bắt giữ, và 5 người công an viên khác đã bị thương. Bị thương tích có lẽ là do bị ném đá và bị tấn công, cho nên là cái hậu quả của vụ việc này đó nó cũng là rất là nghiêm trọng. Có thể nói rằng cái vụ mà khởi tố như thế này thì chúng ta cũng đã từng nghe rồi. Thì theo như báo Công an Nhân dân đã đưa đưa đó thì chúng ta thấy rằng cái dự án gọi là WHA, gọi là Industrial John của gọi là Industrial One đó, của Nghệ An. Cái dự án này đã được chính phủ của Việt Nam duyệt vào hồi năm 2017, và theo đó đó thì họ sẽ làm một cái khu công nghiệp ở cái huyện Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An. Và toàn bộ cái dự án này đó nó có cái diện tích chính xác là khoảng 498 hecta, và nó nằm ở trải dài ở các cái địa bàn như là xã Nghi Long, rồi Nghi Thuận, Nghi Đồng, Nghi Hưng, và nó cũng nằm toàn bộ ở trong cái huyện Nghi Lộc của cái tỉnh Nghệ An. Và tổng cái số vốn này đó của cái nhà đầu tư có thể lên tới 2.000 tỷ đồng. Thì chúng ta cũng biết được rằng là các cái khu công nghiệp là những nhà đầu tư họ được giao cái phần đất và họ sẽ đứng ra để mà thu hồi cái phần đất đó, tức là bồi thường cho những người dân. Và bồi thường cho những người dân xong rồi người ta sẽ đầu tư bằng cách là đổ đất lên đó, rồi sẽ xây dựng đường xá, sẽ xây dựng các cái cơ sở hạ tầng như là điện nước, rồi những cái công trình phụ để mà phục vụ cho cái dự án đó. Thì cái điều này thì trong tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, có thể nói là 63 tỉnh thành của Việt Nam, gần như là tỉnh nào cũng có khu công nghiệp hết, ít nhất là một vài các khu công nghiệp, có tỉnh có đến cả chục các khu công nghiệp. Và hiện giờ thì ở Nghệ An cũng vậy, Nghệ An chúng ta thấy rằng có những cái khu công nghiệp rất là lớn rồi. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái khu công nghiệp mà có đến gần 500 hectare, tức nghĩa là một khu công nghiệp gần như là trọng điểm, một cái khu công nghiệp rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Và theo như cái dự án này đó nói rằng sẽ thu hút những cái nhà đầu tư hay là thu hút khá nhiều các doanh nghiệp, và nó sẽ góp phần đẩy nhanh cái quá trình phát triển của cái địa phương.
trước mắt là do cái huyện Nghi Lộc, và tạo công ăn việc làm cho những người dân ở trong vùng, rồi đẩy mạnh cái việc mà đẩy mạnh cái kinh tế của trong vùng đi lên đó. Và cái giai đoạn 1 á, thì hiện của cái dự án là thực hiện là 143 hectare, và ở hai xã Nghi Thuận và Nghi Long. Và có thể nói là lúc đầu người ta thực hiện 143 hectare, bởi vì toàn bộ các cái dự án đó là gần khoảng 500 hectare, nhưng mà giai đoạn 1 là thực hiện 143. Và đến ngày hôm nay có thể nói là đã cơ bản xây xây dựng xong cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như là những cái đường xá ở trong đó. Và hiện giờ cái khu công nghiệp này đã thu hút 14 các cái dự án, mà trong đó có 11 các cái dự án đầu tư nước ngoài và 3 cái dự án đầu tư ở trong nước, với tổng vốn đăng ký là khoảng chừng 530 triệu Mỹ Kim, tức là hơn nửa tỷ Mỹ Kim đó. Và tổng cái diện tích đất cho thuê là 57 hectare, tức nghĩa là họ làm cái giai đoạn 1 là 143 và đã cho thuê được 57, tức nghĩa là khoảng chừng phân nửa. Và cái tổng vốn mà trong 14 các doanh nghiệp đi vào trong đây thì được tính rằng khoảng lên tới là 530 triệu Mỹ Kim, thì đây cũng là một cái con số rất là lớn. Nhưng mà trong cái quá trình mà làm cái khu công nghiệp này đó, thì chúng ta thấy rằng ở ngay tại cái giai đoạn 1 thì đây là một cái bài hình vẽ được đưa ra, thì cho thấy rằng cái khu công nghiệp của giai đoạn 1 là trong cái khoanh tròn của cái màu đỏ đó, chúng ta thấy rõ ràng. Thì trong cái quá trình mà triển khai này thì cái dự án bởi cũng còn vướng bởi một cái con đường, thì chúng ta thấy đây là một con đường màu trắng mà nó chạy dài từ cái cạnh đáy của cái hình mà có cái viền màu đỏ đó đi thẳng lên phía trên. Thì cái đường mà đi xuyên đó là cái con đường mà đang gọi là bị tranh chấp đó, bị những người dân họ phản đối. Cụ thể thì bị vướng cái con đường này, đây là con đường gọi là con đường cũ, đây là một con đường dân sinh. Và cái con đường dân sinh này đó có thể nói rằng là nó đây chúng ta thấy zoom lại một chút cho nó thấy rất là rõ, là cái con đường dân sinh này nó có dài khoảng chừng 520 mét, nối từ cái quốc lộ gọi là quốc lộ 7C vào các cái xóm ở phía trong này, gọi là cái xóm Khánh Thiện rồi có Bình Thuận rồi Rú Thần rồi đó. Và ngay tại và cái khu công nghiệp này đó thì có thể nói rằng vì trong toàn bộ cái khung đó đó nó có con đường 520 mét để mà đi ngang, cái rộng 3 mét thôi, nhưng mà vì giao nguyên cái phần đất cho khu công nghiệp cho nên là khu công nghiệp họ mới có một cái chính quyền và khu công nghiệp mới đồng ý là xây một cái con đường khác. Mà chúng ta đã thấy rồi, cái con đường mà được vẽ ở phía bên trái đó, con đường màu trắng đó, là con đường mà do cái doanh nghiệp này họ làm, cái khu công nghiệp họ làm con đường màu trắng để thay thế. Và cái con đường đó nó rộng hơn, tức là rộng hơn cái con đường cũ gọi là con đường dân sinh là 3.5 mét, thì còn nó bây giờ cái rộng đường mới lên tới 6.5 mét và cái lề còn 1 mét nữa. Và cái con đường này có cả cảnh quan chiếu sáng, có đã được hoàn thành vào cuối năm 2019, người dân cũng đã sử dụng rồi. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái con đường này nó mang tính chất nó hơi vòng một chút, nó vòng cung. Và nó vòng cung là cũng đúng, bởi vì người ta phải làm cái con đường vòng ra khỏi các cái khu công nghiệp. Cái khu công nghiệp thì có lẽ là bây giờ làm hàng rào cao lên và dựng rào chắn ở xung quanh đó để cho các cái doanh nghiệp ở bên trong họ làm đó, nhiều khi vì rất là nhiều các lý do cho nên là cái việc đó là chúng ta rất là dễ hiểu thôi. Nhưng mà người dân thì họ không chịu, tức là ngày 13 tháng 7 đó có khoảng chừng 300 người, mà những người này thì họ đến và họ nói rằng làm chặn cái con đường đó là con đường dân sinh, còn cái con đường dân sinh là con đường của chính phủ làm, của nhà nước làm, của người dân làm, còn những cái con đường mà làm vòng qua bên á thì con đường đó là do doanh nghiệp làm. Nếu mà do doanh nghiệp làm thì như vậy thì giữa chừng mà doanh nghiệp họ muốn lấy lại thì sao, hoặc là họ chặn họ không cho đi nữa thì như thế nào. Và nói rằng chính quyền đã giúp cho các cái doanh nghiệp để mà làm những cái điều đó, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái hình ảnh khác ha, cũng cho thấy là cái con đường dân sinh đó, đây là một cái đường quốc lộ ha, và nó dẫn qua cái khu đó, và có một cái con đường nó vòng ở bên ngoài, người ta đã làm xong hết rồi, nó có thể là đi xa hơn một chút thôi.
nhưng mà những người dân thì họ đến để mà khiếu nại, chỉ có như thế thôi đó. Mà cuối cùng đó thì dẫn đến một cái vụ xô xát và xảy ra những cái vụ rất là đáng tiếc. Thì chúng ta thấy rằng những cái vụ đáng tiếc như thế này nó sẽ là một cái điều rất là tồi tệ. Thì ở ở đây đó nó có thêm một cái điểm nữa là cái con đường mà người ta đã làm rồi đó. Thì đây đây là cái con đường mà đã làm rồi, chúng ta thấy rằng nó cũng rất là khang trang, nó có đèn đường, đèn điện đủ thứ chuyện hết, nó chỉ đi vòng ra bên ngoài của cái khu công nghiệp thôi, thì những cái người dân họ đã không chịu. Và theo như những cái tờ báo Việt ngữ ở tại hải ngoại, thí dụ như là tờ ERFA đó, thì họ nói rằng là có khoảng chừng 1.000 các cái cảnh sát cơ động mặc cảnh phục rồi thường phục, ở trong đó thì tiến đến là xô xát với những người dân và đánh đập bắt bớ những người dân, là có cả những người cao tuổi, những người phụ nữ vậy nè, rồi họ vào tận nhà để mà đánh đập bắt đi. Phía cảnh sát có một người bị thương nhẹ, nhưng mà phía bên cảnh sát thì các cái báo chí ở trong nước thì nói rằng có một cái cảnh sát đã bị bắt nữa, bị những người dân họ bắt. Và những cái bài báo Việt ngữ tại hải ngoại thì nói rằng là những người ở đây đó là chủ yếu là những người của giáo xứ gọi là Bình Thuận, và người ta cũng có trích dẫn lời phát biểu của một ông linh mục mang tên là Nguyễn Đình Thục. Cái ông này thì chúng ta đã biết rất là rõ rồi, cái người đã từng lên tiếng rồi, từng đã lôi kéo những cái giáo dân ở trong vùng để mà chống lại các cái chính quyền, trong nhất là trong cái vụ Formosa chẳng hạn. Thì những cái việc như thế này đó thì trích dẫn rằng là đối với cái Đài Á Châu thì ông Nguyễn Đình Thục có nói rằng là bà con cho biết rằng là được tin là họ đóng đường những cái người dân đi lên phản đối và bị cảnh sát cơ động và hai cảnh sát mặc cảnh phục và những người dân á đánh những người mà mặc áo dân sự mà của công an đó, họ đánh đập rất là tàn nhẫn. Rồi ngay cả cảnh sát sử dụng bơm cay rồi bơm khói và vũ khí sát thương nhẹ, có lẽ là súng bắn đạn giấy. Rồi sau đó thì cảnh sát cơ động kéo vào tận làng, vào tận nhà có một số gia đình như là anh Luật, ông Cảnh, ông Nam và bà Bình để mà đánh đập. Đây là những cái bài mà họ viết như vậy. Nhưng mà rồi họ trèo lên cả ở lên gác để mà đánh đập những người dân ở trên đó nữa. Cả người già 70 tuổi, 60 tuổi, họ đánh đập rất là tàn ác và bắt đi 5 người mà số phận của những người đó là chưa có rõ ràng. Thì chúng ta thấy là đây là một cái cách trình bày và một cái cách tố cáo của ông Nguyễn Đình Thục và đã được đăng trên những cái tờ báo như là ERFA ha. ERFA chúng ta thấy rất là rõ. Và cái bản tin này đó khi mà đưa ra và những cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy đó, thì thật ra chúng ta phải hiểu được rằng là đối với các cái khu công nghiệp ở trong Việt Nam, cái việc mà giao đất là ai cũng hiểu được rằng khu công nghiệp không thể giao đất ít được. 100, 200 hecta không khó mà để mà làm khu công nghiệp. Và ngay cả cái khu công nghiệp, có những khu công nghiệp lớn có thể lên tới cả 1.000 hecta hoặc là 600-700 hecta. Và thường người ta cũng có thể là kết hợp. Kết hợp là vừa một khu công nghiệp và một cái khu dân cư. Khu dân cư cũng gần một bên khu công nghiệp để mà phát triển và để mà giúp cho cái khu công nghiệp đó. Ví dụ như là xây những cái khu nhà ở cho những cái người để mà làm trong khu công nghiệp này. Cho nên là những cái dự án mà giao cho các khu công nghiệp đó thì chắc chắn rằng nó phải lớn. Và trong vụ việc này, kể cả các cái tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại và ngay cả những cái tờ báo trong nước cũng đều không có đề cập đến cái việc là những người dân họ họ chống đối hay là họ lên tiếng về cái việc bồi thường. Tức nghĩa là một số các cái ý kiến nói rằng là vì vấn đề bồi thường đất đai không thỏa đáng, người dân họ không hài lòng để mà họ xảy ra những cái vụ khiếu kiện hay là họ họ chống đối lại chính quyền để xảy ra cái vụ đánh đập rồi xảy ra những cái vụ mà bắt bớ gì đó. Nhưng mà thực tế thì trong cái vụ việc này đó, theo như báo chí ở trong nước thì nói rằng là cái chủ doanh nghiệp đó thì họ đã bồi thường rất là thỏa đáng rồi và còn tạo điều kiện để mà di dời, tạo điều kiện để mà tái bố trí lại, rồi nói chung là những cái quy định của pháp luật thì cái doanh nghiệp này hay nói đúng hơn nhà đầu tư này họ đã làm rất là đầy đủ. Và theo như những cái sự tường thuật, ngay cả cái tờ báo ERFA cũng vậy, họ cũng không có nói rằng là những người dân họ phản đối về cái việc
không nhận đủ tiền bồi thường, hoặc là nói rằng bị cưỡng chế đất đai gì cả, mà họ chỉ nói một cái điều rằng cái con đường đó thôi, cái con đường mà họ cho rằng của những người dân làng, cái con đường đó là con đường mà hồi đó người ta quen dùng rồi, và đây là cái con đường của chính phủ, của nhà nước hay của dân làng, và phải để cho người dân họ làm chứ là họ để cho người dân họ sử dụng. Nhưng mà chúng ta vẫn nhìn lại một lần đó là để mà coi được rằng trong một cái khu công nghiệp như thế này mà có một cái con đường mà nó cắt ngang như vậy, thì nếu mà giữ cái con đường mà đi xuyên qua trong một cái doanh nghiệp, một cái khu mà tài sản, hoặc là một cái khu quy hoạch rất là riêng, rất là đặc thù của một cái khu để mà người ta sản xuất kinh doanh, thì nó cũng sẽ rất là khó cho cái doanh nghiệp đó. Đây là cái cách làm mà gần như không có ai làm cả, và chính quyền họ hoàn toàn có cái lý do chính đáng để mà tạo cái điều kiện xây dựng một cái con đường khác thay thế. Và cái con đường này đã được thay thế rồi theo cái kiểu là xây dựng còn lớn hơn nữa. Trước đây thì chỉ có 3 mét rưỡi, bây giờ họ xây tới 6 mét rưỡi và còn xây dựng khang trang hơn và nó rộng hơn. Thì những cái cách làm như vậy mà họ chống đối đó, thì bây giờ có những ý kiến nói rằng là do bị xúi giục, do bị kích động, và coi như là có những cái lực lượng ở bên trong, có lẽ là có những cái nhân tố gì đó để mà chống đối. Chính vì vậy á, nó đã xảy ra những cái việc mà những cái người dân và họ sử dụng gạch đá rồi chai lọ gậy gộc, ngay cả những cái chai gọi là chứa xăng nữa, tức là dạng như là bom xăng đó, để mà tấn công, để mà bắt giữ luôn một cái công an, và còn gây ra 5 cái thương tích cho những công an nữa. Ở phía bên ngược lại thì họ nói là một số những người dân cũng bị thương, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta không biết là những người đó tên gì, và bị thương là bị thương ra làm sao, và có đi coi như là đi chữa trị hay không. Và đây là cái điều đó mà nếu mà nói rằng có một sự kích động, một cái sự xúi giục, và đã tạo ra những người mà họ quá khích để mà chống đối một cách rất là kịch liệt như vậy. Rồi bây giờ những người mà bị xúi giục, những người mà xúi giục là ai? Có lẽ là cơ quan chức năng tới đây người ta sẽ điều tra, và có hay không những cái tổ chức hay những cái đảng phái hay là những cái nhóm nào mà bị rằng chính quyền của Việt Nam xác định rằng là những cái tổ chức chống chính quyền chẳng hạn, thì nếu nếu như mà điều đó xảy ra thì nó lại càng rất là căng thẳng, nó lại rơi vào cái trạng tình trạng rằng làm hoạt động phá hoại hay là mang tính chất là những cái tội danh, không chỉ là cái tội chống người thi hành công vụ không, và nó có thể rơi vào những cái tội khác nữa. Thì đây là cái vụ việc có lẽ những người dân này, thì nếu mà chúng ta công tâm thì chúng ta thấy là những người dân có lẽ là quá đáng. Họ đổ thừa rằng chính quyền đã không có giải thích, chính quyền cũng chưa chưa bao giờ nói những cái điều này, hoặc là xin ý kiến của người dân, và chúng tôi là những người dân, chúng tôi không đồng ý để mà lấy cái con đường đó để mà giao cho một cái doanh nghiệp, và họ họ tự họ cho rằng họ có cái quyền, tức là những người dân á, thì dĩ nhiên là cái cơ quan mà họ lãnh đạo ở địa phương họ có, họ thay mặt cho những người dân, họ thay mặt cho chính phủ, và họ làm cái gì cho cái điều tốt của cái địa phương. Thí dụ như trong cái dự án như thế này, những cái người dân mà họ cứ nói là không có giao đất, đó là cái cây của tôi hay cái mã mồ của gia đình tôi hay cái con đường của cái dân làng tôi, mà không giao thì doanh nghiệp, thí dụ như chúng ta là một cái nhà doanh nghiệp đi, chúng ta nhận một cái lô đất như thế này và có con đường mà dân họ chạy qua chạy lại như thế này, thì làm sao trong cái khu đất này người ta có thể quy hoạch được, vẽ những cái con đường ngang đường dọc rồi dẫn điện dẫn nước ra làm sao, rồi những cái khu mà nước thải ở chỗ nào, rồi bãi rác ở chỗ nào, rồi ngay chảo cái khu mà công viên hay là cái gì, bất cứ một cái gì trong đây thì họ phải quy hoạch nó mới đúng, chứ một cái con đường mà dẫn xéo như vậy thì nó sẽ rất là khó. Và cái chủ đầu tư họ hoàn toàn có cái lý, và ngay cả nhà nước không có lý, tức là giao cho đất cho một cái doanh nghiệp, một cái nhà đầu tư, người ta đầu tư tới khoảng chừng 2.000 tỷ đồng mà lại nó manh mún đã bị cắt xéo như vậy, và người dân làng có thể đi qua đi lại xuyên trong cái đất của người ta, thì cái điều này nó sẽ không thể nào người ta tiến hành được, không ai làm như thế cả. Nhưng mà những người mà họ muốn chống đối đó, có khi không phải là vì họ yêu cái con đường đâu, bởi vì họ có một con đường khác đi mà, một cái con đường khác đi vòng qua một cái khu doanh nghiệp như khu công nghiệp như vậy thì cũng không phải là xa mấy, nhưng mà họ vì có lẽ là họ vì cản trở chẳng hạn, họ vì cái mục tiêu là muốn không có cho cái sự phát triển ở địa phương, họ muốn chống đối đi ngược lại cái chính quyền,
Đó là những cái điều mà bị tố cáo đó, những cái điều mà một số các ý kiến cũng đã nói như vậy rồi. Tức là có những người họ xúi giục, họ muốn cho là làm gì làm phải phá hoại cơ sở vật chất, phá hoại những cái công trình hay là những cái kế hoạch đang diễn xảy ra, và nó có một sự tiếp tay giữa trong và ngoài nước hay là của các cái gọi là báo chí mà gọi là chống cộng để mà thổi phồng các cái vụ việc này lên. Và rất có thể nếu mà đụng chạm nhiều hơn, bắt bớ nhiều hơn, rồi khởi tố nhiều hơn, người ta nói rằng vi phạm nhân quyền, vi phạm dân sinh, rồi đủ thứ chuyện hết, nó có cái cớ để mà tiếp tục nó hoạt náo, tiếp tục nó múa may, và cũng sẽ tiếp tục để mà gây quỹ gây quéo, rồi tiếp tục để mà khóc la xin tiền, hoặc là tiếp tục gây quỹ để mà kiện tụng, giống như cái vụ Formosa chẳng hạn. Chúng ta đã thấy những cái điều đó rồi. Thì khi mà tìm hiểu và đọc thông qua một số các tờ báo ở trong nước và ngoài nước, và nhìn qua những hình ảnh, những cái sa đồ này, thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, nó cũng chỉ dừng lại như thế thôi. Và những cái phần đất đó còn lại theo như cái dự cái bước thứ hai thứ ba thì có lẽ là họ sẽ làm tiếp tục nữa. Chúng ta thấy có những cái mảng xanh đó rất là nhiều, và những cái mảng xanh này cũng đã được quy hoạch để mà làm cái khu công nghiệp. Thì khu công nghiệp là hoàn toàn vì cái mục đích là để phát triển cho địa phương. Và chúng ta thấy ngay tại Mỹ cũng vậy. Mỹ có nhiều cái địa phương á, thậm chí là nhiều cái tiểu bang, người ta vì cái mục tiêu muốn phát triển, có khi họ còn cho đất cho các cái doanh nghiệp nữa. Thí dụ như chúng ta nghe nói về công ty VinFast á, khi mà đầu tư ở Hoa Kỳ nếu như thành công, nếu mà thông tin mà chúng tôi mà chính xác thì rất có thể là VinFast á có thể được cấp luôn các phần đất nữa, mà lên tới nhiều hecta ở Hoa Kỳ để mà triển khai các dự án như vậy. Hoặc là nhiều cái địa phương khác khi mà họ muốn một cái doanh nghiệp đi đến, một cái nhà đầu tư đến một cái địa phương họ để mà đặt cái nhà máy chẳng hạn, có khi thì họ giao cho một cái lô đất mà họ nói là họ cho thuê đó, họ cho thuê 50 năm, họ cho thuê bao nhiêu năm đó, mà với cái giá là gọi là 0 đồng thôi, hoặc là với cái giá 1 đồng thôi, để mà làm cái tính cách tượng trưng giống như chúng tôi cho không. Nhưng mà đây là cái điều mà ngay cả các nước tư bản họ cũng làm, chứ đừng có nói chi là những nước mà như là Việt Nam của chúng ta rất là kêu gọi những cái nhà đầu tư. Và khi mà người ta đã đầu tư, người ta xây dựng một cái khu công nghiệp rồi, một cái khu mà ruộng như vậy đó, thì không thể nào mà các cái hãng xưởng họ vào mà họ đổ đất rồi họ xây, rồi đường điện ở đâu, đường nước ở đâu, chất thải ở đâu, rồi những cái người phục vụ ở đâu, rồi họ bảo quản bảo vệ an toàn như thế nào, tất gọi đường xá như thế nào, không có cái gì hết. Cho nên bắt buộc phải có những cái khu công nghiệp, và những cái khu công nghiệp là những khu tập trung để mà thu hút được nhiều nhà đầu tư và người ta an tâm, và nó tập trung cho thu hút việc làm nữa. Nói chung là rất là nhiều thứ, ai cũng thấy được rằng trong khoảng chừng 30 năm vừa rồi nhá, thì Việt Nam rất là thành công khi mà xây dựng khá nhiều các khu công nghiệp. Những cái điển hình giống như là ở Bình Dương chẳng hạn, còn ở phía Bắc thì Hải Dương rồi Bắc Ninh, Bắc Giang thì đủ thứ chuyện hết, rất là nhiều các cái địa phương đã chứng minh các điều đó. Những cái khu công nghiệp mọc lên, nó đã thu hút việc làm và nó đẩy cái thu nhập của tỉnh đó lên rất là cao, cái GDP của mỗi một cái địa phương lên rất là cao bởi vì có các khu công nghiệp. Nhưng mà bây giờ những khu công nghiệp mà không được triển khai mà bị cản trở rồi, các cái doanh nghiệp họ sẽ nản, họ sẽ không có đầu tư vào cái địa phương đó nữa, và họ sẽ chọn vào một cái nơi khác chẳng hạn. Khi mà có đến nửa tỷ Mỹ Kim để mà đầu tư vào trong 14 các cái dự án đầu tiên, chỉ mới có 60 hectare mà cho thuê thôi, thì người ta đã lên tới mức độ như vậy rồi. Trong 598 các hectare mà nếu mà hoàn thành hết á, thì rất có thể là cái dự án trong cái khu công nghiệp này có thể lên tới vài chục tỷ Mỹ Kim không chừng. Thì đây là một cái số lượng rất là lớn. Cho nên báo chí mà nhận định rằng đây là một cái công trình trọng điểm của Nghệ An là cũng đúng nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái vụ việc mà có xảy ra cái xô xát ngày 13 tháng 7 thì nó cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Có lẽ là sẽ có một cái vụ án sẽ bị khởi tố và sẽ bị điều tra, và sẽ có những người ra tòa, và với ít nhất là hai cái tội danh là chống người thi hành công vụ và cái tội gọi là coi như là gây rối trật tự công cộng. Thì không biết là có tội gọi là cố ý gây thương tích hay không, rất có thể là sẽ không có, bởi vì hai cái tội danh kia cũng đã đủ rồi.
và chúng ta sẽ chờ đợi để coi trong thời gian tới sẽ xảy ra như thế nào. Và ngay cả những cái dư luận ở trong và ngoài nước á, thì những người mà họ chống đối và họ chỉ trích chính quyền Việt Nam, họ nhận định khác, họ cố tình họ trây ra, họ nói lung tung sàng ngầu. Còn ở trong nước, những người mà họ bênh vực thì có khi họ cũng giải thích nó không có đầy đủ nữa. Họ cứ nói rằng người dân là sai hết, người dân là không có gì hết, các thứ này kia đâu, mà họ cũng nói rõ cái nguồn gốc là như thế nào. Và rõ ràng khi mà chúng ta nhìn vào cái hình đó, chúng ta mới hiểu được cái vấn đề. Cái vấn đề là có một cái con đường đi ngang trong một cái khu đất đã giao cho một cái doanh nghiệp để làm cái khu công nghiệp, nhưng mà bây giờ cái khu công nghiệp đó người người ta đã đồng ý để mà xây một cái con đường đi vòng ra bên ngoài, và chính quyền ngay từ đầu cũng đã đồng ý như vậy. Và rõ ràng cái con đường làm thay thế cũng bằng tiền của doanh nghiệp chứ không phải là tiền của quốc gia, không có tiền thuế của người dân, và người ta còn làm đẹp hơn nữa, thì cái việc đó là cái việc rất là bình thường rồi. Nhưng mà bây giờ thì chính quyền chỉ giúp cho cái doanh nghiệp rằng là đã đến lúc phải bàn giao cái con đường đó để cho cái khu này người ta ủi đất lên, người ta ủi cái đường đó lên, hoặc là người ta quy hoạch ngang dọc gì ở trong đó là để mà ta nhanh chóng giao cho các cái doanh nghiệp mà họ thuê ở trong đó. Chứ mà nếu mà chậm trễ là chậm trễ hết tất cả mọi thứ. Cho nên rằng cái việc này là cái việc nó đã có kế hoạch từ trước, và nó đã hoàn thành cái con đường vòng ở bên ngoài từ năm 2019, tức là cách đây 2-3 năm rồi, chứ đừng có nói là người dân mà họ không biết là không có đúng. Người dân họ hoàn toàn họ biết, bởi vì báo chí và những cái thông tin của cái địa phương nó nói rằng họ đã từng thông báo rất là nhiều lần, và họ còn họp dân, họ còn đi tuyên truyền nữa. Nói chung là những cái người khu vực đó họ rất là biết, và rất có thể trong đây là những người giáo dân có hay không cái sự mà kích động, những cái sự mà tuyên truyền, hay là ngay cả những cái sự xúi giục của những người nằm trong cái giáo xứ này. Đó là một cái vấn đề rất là lớn, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu để mà đi trở lại cái vấn đề này. Xin cảm ơn quý vị, hôm nay thì tạm dừng lại đây. Xin kính chào.